Yeah, you have to like run. Oh god. No. Kiểu ảnh thì nếu mọi người mua giá mà chỉ đầm đất lớp chất lượng là kiểu ảnh hơi bị sang, không ai đón được giá luôn. Cái chiếc váy này thiết kế quá là đẹp luôn. Rồi chỉ chậm một xíu nữa là em phải xử lý lại và bây giờ mới trả hàng. Trời ơi, mọi người đẹp nhưng mà trước khi mà ba hai một mình theo dõi đồng hồ và bắt đầu lên trên nè. Ba hai một mình cái chiếc set này rồi em chị sẽ lên luôn một cái trợ giá tiếp theo cho một cái mã set của mọi người. Cái chiếc set đúng không? Nhiều chị không có sở hữu được. Trời ơi quá may mắn nha, chúc chị mà. Em làm cái quần này mọi người ơi, cái túi tay cầm này là mát, nó sẽ co giãn. Cơm nó thì đồ ai đi chú à? Ok nha. Ok, không có lên ba bốn trăm không chứ, hàng đầu hai thôi. Không khó lắm. Được rồi đấy. Vào mã số thì em là mã số 12, 12 kìa màu đỏ và đen nè. Xuất sắc luôn, ok nha. 3, 2, 1, chuyển mã luôn. Lift your feet up. Nice, Jenna. Oh! Giảng tốt lắm, yên tâm. If your cone doesn't flip over and fall, then you got a free cone. Và chị em mình nếu mà ngại mọi người không thì mọi người cứ điều chỉnh cái phần cổ chân này, rút lại giùm em. Khách Chi Đào mình ngồi trong live stream ngày hôm nay thì có nhận ra cái chiếc áo này không? Khách Chi Đào mình. Go! Bánh mì luôn nữa thì vẫn có một cái độ đánh eo không á, thì kết hợp với nhau. Or one's with tape. Oh,
Ở đây mặc mùa hè là đúng đẹp. Make yourself go fast. Ngày cái quần đang mang em lên mã chốt cho mấy chị luôn nha, hôm nay giá tốt lắm rồi. Cái quần màu cộng không có bị lộn bên trong. 5 ngàn mà em hold your phone up. Hold the phone. Mình màu hồng chấm là coi và qua tới màu trắng. Kim mũi chỉ như thế này mới chết cái mưa và cảnh nhiệt. Ôi ôi đẹp ha. Cái này còn là kim mũi. Kết giữa khách hàng và shop, mọi người mua hàng sẽ hạn chế bị sót đơn. Đó mấy chị biết trong kết giữa khách hàng. Tất cả chị mình đều mặc ra một cái combo nha. Để cải thiện vóc dáng đầu tiên mua lẻ. Không có mua mấy cây nó được, nên là em cũng rất là mua lẻ. Mấy cây mấy chị chốt sai cú pháp là mã không có nè, không ấn vốn em được nha. Rồi A9 mấy chị báo về cái vấn đề thông số đâu, lưng khung thì co giãn rất tốt và nó còn lùn thêm cả dây nữa. Mình muốn rút báo về cái vấn đề thông số đâu, lưng khung thì co giãn rất tốt và nó còn A8 màu sáng cho chị A1
Cái viền nách này mổ không có sâu đâu ạ. Em làm cạn lắm. Thì những chị nào mình mặc áo ngực thì mình sẽ cái viền nách này mổ. Ready? Yeah. Quay xa giùm em 60kg. Câu hỏi khó đơn nha. Một mình theo dõi đồng hồ và bắt đầu luôn tiền ạ. T2 3 2 1 mình. Hả? Sang một cái mã ưu đãi tiếp nha. Áo kèm quần đi bạn. Ưu đãi luôn cả. Áo kèm quần. Dạ. Rồi thôi, CS mấy chị nhận đơn cho em là eo 65. CM mấy chị nhận đơn cho em là eo 6. Hồng thì chị Mỹ Hiền. Dạ, 195 ngày một quần, chị Nguyệt Mây, xe 4 hòa sáng cho chị. Làm ma giọng ly như thế này. Rồi. Mà nó gấp cỡ nào thì bà nó cũng xì hết. Coi dạng rất cao như vậy. Dòng này được xử lý rất kỳ công nên mấy chị được xử lý quá. Chị mặc cỡ nào nha. Chị mặc cỡ nào nha, bụng to cỡ nào. Alright, get on, mom, without getting wet. Làm gì cái bắt đầu đúng không? Lên đơn liền chị đi. Mấy chị chốt sai cú pháp là mãi không có nè. Không ấn vốn em được nha. Rồi A9 mấy chị. Rồi, CS mấy chị nhận đơn cho em là eo 65. CM mấy chị nhận đơn cho em là eo 6 nha. Xòe gọng như vậy đây. Vậy rất là xòe. Rồi ok. Giảm còn 185. Nguyên cây này đi tiệc thả ra nhưng mà ngưng màu đen và ngưng màu bò. Em chỉ còn màu nâu thôi và giá sẽ trở về 200. Quá đẹp luôn. Trying to ride a tandem. Quá đẹp luôn. Mấy 65 đừng lo, SML đều sẽ bụt. Come on, you can do this. Nhận đơn cho 58, 60 chiếc quay về. Chị mình lên phim là A4. Mọi người cảm giác cuối cùng thì là màu đen, mã B3 kèm màu của ngân hàng. Queen size 58 cuối cùng là màu đen. Chốt đơn liền cho em mã sẽ là D1 kèm màu kèm số điện thoại.
Go, go. Kèm luôn một cái wow, sẽ là mặt mát lắm nha mấy chị ơi, hàng hai lớp cho mọi người không lo mặt. Wow. Dài đẹp hơn, nó mảnh mai chắc chắn hơn. Rồi nhắm kỹ. Con B1 thì chấn động. One of these. Không nha, yên tâm giùm em. Màu trắng đỏ. Phải là tại người nó béo toàn thân. Bên trong nó còn một lớp nữa. Là trong queo. Trong queo rồi. Kì nha mọi người. Thì lấy luôn cho em cái đầm này. Mã của nó sẽ là A2 mấy chị nha. Đen và trắng hai màu. Là mát. Nó sẽ co giãn. Cơm nó thì đổ. Mất kinh kinh nữa. Hai bên cầu vai là ngang. Còn là cổ bao trời. Soz. Lên mã. Ô. Ô. Lắm cái cổ này không bị lộn miếng. Mỏng và màu đen.
đen cũng vậy luôn á chị ơi. Em cầm lên mấy chị thấy nó sẽ mỏng, nhưng mà mấy chị ơi yên tâm, bận thì mỏng và màu đen cũng vậy luôn á chị ơi. Em cầm lên mấy chị thấy nó sẽ mỏng. Rồi, nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn và anh không được kết hợp mình dễ mua. Ngày mới tốt lành, chúc tất cả những vị khách hàng đang xem theo dõi livestream Chi Đào sẽ ngày mới tốt. Sáu mươi sáu quay trở lại bảy. Có hàng đầu một mà 169.000 mà đứt hai lớp nha. Dày mấy chị đây, wow xinh quá. Những cái hàng mà được niêm phong dày mấy chị. Đó nó sẽ làm tinh vi lắm và nó đây kèm số điện thoại giùm em nha chị, tiểu phụng kèm số điện thoại giùm em luôn. This is disaster happening. Lean forward. Lean forward. Boo. Mấy chị ơi, tránh mua với những cái lừa hả? Go. Em đang cầm kế tiếp là màu nâu đậm. Đang mang mấy chị bấm là màu nâu nè. Em đang cầm kế tiếp là màu nâu đậm. Tự nhiên đưa cái đầu vô. Màu trắng này còn 10 cái đổ lại. Đúng cú pháp. D1 kèm số điện thoại kèm nào. Ờ nó đơn giản vậy lắm. I'm videotaping.
thế này mới chết cái mưa và cảnh này. Ôi ôi đẹp ha. Cái đầm còn là xinh mũi. Là một cái diện mạo nó ok là chị sẽ có hai lúc đầu thôi đúng rồi bạn really careful not yet Roger a small country town in Colorado this is cái đầm mắt xí đã bỏ thời gian xem like rồi thì đừng bỏ lỡ những cái mã hàng như vậy. Em kia đây là gì câu hai bên và phía trước chỗ nào khuyết điểm không có chuyện gì được đặt câu dạ ngoài kèm số điện thoại giùm em với tôi đi quay dương quay ba màu nâu trời ơi nó rẻ lắm mọi người ơi, ở đây em đang cầm là em thật sự em cầm chiếc đầm này lên là em quả đẹp cũng là giờ từ trong ca đi gần lên nhưng con này đặc you know that in the bottom go ahead mình giặt cái đồ của chị nó không có ai giặt mà hôn giá mà kết hợp với chị đầm này mình nó ok hôn giá thua lắm chắc không có làm sai rồi bắt đầu lên nha a hai mẫu này thì có túi, có bao. Oh my god, đây đây đây. Vani này dễ mặc nha. Wow đẹp quá. Có 2 size cho mấy chị. 53 kg. 2 size cho mấy chị. Hôm nay vòng nào cái vòng nấy chọn lên nghe chị. Đứt lớp từ trong ra ngoài, thân đầm sẽ là đầm giãn xuống. Nó vẫn sẽ nhấn thì nó làm tối đi cái bộ đồ nhưng khi sáng thì đen á, nó sáng cả khuôn mặt sáng. Okay. Oh my hell. Cái quần đen nó lót cái màu đen thì nó là một cái điều màu cho chị chút như mình thề đi.
Look. Bắt đầu lên xong đi bạn ơi. A mười xuông can sai lưng hai bên có túi nữa. Làn da là mọi người thấy khác liền. Nâu tay. Rồi tiếp tục. Đó, mình sẽ rút cái dây như thế này là nó ra cái cổ cho những nàng thiếu vậy. Mét 67 mấy em biết cái miệng nha. Nó mới chế.
cho mấy chú ăn luôn. Rớt xinh mấy chú. Màu đỏ đẹp quá. A11 lắm rồi nè mọi người. Nâu bò mà đi cổ kem á, em phối nhiều mẫu lắm rồi. Rồi tiếp tục cho em sẽ là màu xám. Lắm rồi nè mọi người. Nâu bò mà đi cổ kem. Da ngâm của em kèm trắng với một kèm xám có đâu. Cái màu xám này là màu xám mới nha mọi người. Chất rip có tông, rất là đẹp. Oh my god. Oh gee. Màu da mọi người sẽ thấy một cái cảm giác là nó cứ mát, nó không có. Xinh quá à. Đầm này gọi là đầm mùa hè nha. Xinh quá. Go. Em đang cầm kế tiếp là màu nâu đậm. Đang mang mấy chị bấm là màu nâu nè. Em đang cầm kế tiếp là màu nâu đậm. Go, 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 go. Và ai mà bụng to thì cứ kết hợp thêm một cái quần gan bụng cho em là ổn áp liền. Và ai mấy chị ơi, như vậy có hai say cho mấy chị. Dựng lớp keo á mọi người giặt không thể nào mà nó gãy được phơm luôn. Có những cái quần đùi á mọi người dựng lớp keo á mọi người giặt không thể nào mà nó gãy được phơm luôn. Có những cái quần đùi á mọi người dựng lớp keo á mọi người giặt không thể nào mà nó gãy được phơm luôn. Có những mát lắm chị. Cho chị một cái quần nâu đã ủi. Mát. Chị đào đâu. Alright, get on mom, I'll talk again later. Làm gì cái bụng đau lắm. Sắc xảo gì mà nhìn bén được đâu mọi người, bén phải chọn một u mềm. Rồi em chia sẻ qua. Em lại gọi luôn, đang mời cho chị Hoa Hồng, trắng ớt Maria, Phương Nguyễn, trắng ớt cho chị Thu Thủy. Em lại gọi luôn, đang mời cho chị Hoa Hồng, trắng ớt Maria. Cầu kỳ nhé. Rồi em sẽ qua luôn màu xanh cho chị coi. À lúc lại chị tắt mặt. Cảm ơn tình yêu rất nhiều với sự góp mặt ngày hôm nay và với những bình luận và I'm crying. Tất cả những đơn hàng sẽ chở và nhận tiếp và.
can move that cover back some? Gọi là bị say á. Quá đẹp. Is that a snake? Is that a snake? Hồng này là hồng cẩm, rất là ngọt. Xinh quá đúng không á, đồ chị em. This is how we got. Rồi, những cái áo, áo kiểu và... Look at that. Yeah. Cái đầm này nhận đeo lâu cuối. Cơ bản nó sẽ là được sự lưu ý là cái bố này cao cấp á mọi người đó, thì cái bố dạ này nó sẽ ngay trong live này còn 215.000 thôi, giảm 20.000 thôi cả nhà ơi, kết thúc ngay trong live này còn 200 mà cardigan len và bên trong có thêm một cái lớp lót nữa các chị. Và khi mọi người mua chiếc đầm này em tặng kèm một chiếc cardigan. Thì nó lại không có, mà cái lúc mình không cần nó lại có. Nó là mình xong live. Đồ coi giảng con này đỉnh lắm nha. Đồ coi giảng con này đỉnh lắm. Trời vô nhắc. Và tạo cái rãnh khung xương eo rất rất là sắc nét mà rõ ràng như vậy. Đẹp chứ, đẹp. Màu đen này nè.
Are you an idiot? Quân đang mặc hiện tại còn size gì bạn? Hiện tại hot. Ok, giặt trái rồi mọi người. Rồi các chị lên liền cho em nha. Ok, giặt mọi người giặt nhẹ. Không giặt quá nhẹ nha mọi người. Đó, các chị mọi người giặt nhẹ. Nana's chicken bowl sit. Go Joe. Hai chị được tặng nữa đi, em chỉ bắt đầu lên luôn. Hai chị được tặng nữa nha. Hai chị được tặng nữa đi, em chỉ bắt đầu lên. Where you going? Phom ôm phía sau lắm rồi nè mọi người. Nó bò mà đi cổ kem á, em phối nhiều mẫu lắm rồi.
Rồi tiếp tục cho em sẽ là màu xám. Rồi nè mọi người, nó bò mà đi cổ kem. Lưu ưu đãi lại của một cái dòng mặt B2. Em đã hứa hẹn đầu like hôm nay các lưu ưu đãi lại làm mấy chị cái foam này phải nét như là hàng. You okay? Rồi chiếc áo trên chiếc áo cái đi găng là nó ôm sát bao đì. Rồi chiếc ai thôi. Và mình giặt cái đồ của mình. No way. Mình điện trực tiếp đi hoặc là cái em nha, giá giảm hẳn trong line hiện nay còn có 169 thôi. Thiết kế hai lớp em nha, giá sang một cái mã ưu đãi tiếp nha. Áo kèm quần như vậy. Ưu đãi luôn cả. Áo kèm quần. Kèm sức thoại giùm em nha chị Tiểu Phụng, kèm sức thoại giùm em luôn. Biết bao nhiêu để biết giảm giá cho khách luôn. Giảm đậm sâu con này. Run! Give me the dog. Alright, let's see your hands. Sau đó là mọi người sẽ ủi như thế nào thôi. Nhưng mà tôi thấy là tôi thấy đây mặt nó độ hơn khoảng tầm 2-8 cm và bánh ra đó mọi người. Ngày hôm nay em chia sẻ chợ và nó độn hơn khoảng. Viền nách này mổ không có sâu đâu ạ. Em làm cạn lắm. Thì những chị nào mình mặc áo ngực thì mình sẽ viền nách này mổ. Em sẽ chốt cho mấy chị mình luôn. Cuối cùng mỗi một màu còn được 10 màu. Màu này là màu em sẽ chốt. That was a good one. Rồi ok. Không. No way. Hết đèn nha mấy chị em nha. Hết đèn rồi ngưng chốt tất cả những chị. Oh my god. Ôi, nó đẹp quá mấy chị ơi. Ôi, nó đẹp. So patient. Học cái gì đi chơi. Rồi anh. Rồi. Are you an idiot?
Ông xảo, mày đứng đâu ha. Dòng này được xử lý rất là kỳ công nên mấy chị được sợ quá. Cơm thì bỏ sẵn rồi. Đó, những cái dòng này xu. Bây giờ chốt váy trước nha, váy còn 155 ngàn. Lên liền giùm em nha. Mở bao bì ra. Em không nói là nó sẽ hơn thì đó. Mở rất nhiều những hàng lành. Ngày hôm nay đã có hàng rồi. Rất nhiều. I'm positive I told you not to do this. Oh God. Where are we dancing? Oh my God, is that true? Nó quá là sang luôn. Cái mẫu này đẹp. Hai thôi. Và mình giặt cái đồ cái gì á, không có mà. Like this. Can like this. Quá đẹp. Form cho mấy chị coi nhé. Thứ nhất á, chất liệu quả như là cao cấp len, nó rất là mát, rất là form. Okay, ready? Come on, go! Yeah! Nhà cung cấp. Mọi người phải coi. Mua hàng chính chủ chị Đào thì chỉ có đúng một khu đất. Nâu bò. Trong vòng 5 phút được mọi người chốt thôi. Tay ngắn đó mọi khu đất. Mông tôn từng vòng luôn. Cái thứ ba nữa là chị em mình sẽ thấy là những cái bạn tâm diếp này, ngực mông tôn từng vòng luôn. Nó là lên tâm diếp với chị mình dùng những cái sản phẩm xếp bộ này, mọi người có thể đi tung tăng. Của nó là lên tâm diếp với chị mình dùng những cái sản phẩm xếp bộ này, mọi người có thể đi tung tăng đi. Của nó là lên tâm diếp. Và đặc biệt là chồng cổ là phía Sam có chai dây kéo không vậy? Qua màu đen nhé. Qua màu đen nhé. Rồi ok. Hồng. Oh,
bì qua đây chưa? Mẫu này nè. Đẹp mê, hả? Đẹp mê luôn mọi người ơi, tay đắm luôn. Đẹp mê, hả? Trời ơi, ở trong livestream này rồi mà bỏ lỡ tiếng lắm chẳng. Trời ơi, ở trong livestream này rồi. Và sẵn sàng để mà mình lên lên mã nha, đừng đi đâu hết nha. Đó, thông báo nhẹ nhẹ vậy. Và sẵn sàng để mà mình lên lên mã. Look at me. Woo! Chị Ngọc quay rồi. Trời ơi, thời gian hơi nhiều hả? Nhưng vẫn cứ lên tay. Đặc biệt là nó sẽ kỵ với giặt sấy và giặt bắt, mọi người sẽ giặt bình thường. Đấy là số lượng còn nhiêu đó thì 4-5k người coi, bữa thì 200+ người coi kìa, chết rồi. Dù gì đấy ta thì 4-5k người coi, bữa thì 200+ người coi kìa. Cái đặng thì Thanh Mai, không biết là tất cả chị em mình đang theo dõi livestream đi đào có chị Thanh Trần càng xuất hỏi. Luôn áo, cổ tim, vai con và kèm luôn một cái rất là đẹp luôn nha. Cái đắp chéo và cổ tim này rất là xinh luôn á chứ. Màu xanh là, cái màu xanh lạ đó mấy chị. 30 màu xanh cho chị. Thân An Thảo Thịnh Bơ Thêm Mờ. An Thảo Thịnh Khánh Ly Khánh Ly. Đầu tiên là mình sẽ giặt, sau đó mình ủi, mà giặt thì với giặt bi. You got it, you don't. Oh. Tay suông. This is how we go. Rồi, những cái áo kiểu và... Don't do it. Nguyên cây này đi tiệc thả ga nhưng mà
là mấy chế mình đợi em vài ngày tới chứ không có cái tình trạng mà xót đơn nữa đâu mấy chị. Put it in the trash. Màu vani rất quý là mã D1. Giá đang giảm còn 195, còn chân váy là mã C2. Đây là mã D1. Nên em cứ mạnh dạng báo chị luôn. Mua con này báo con này khác. Không nào. 100. Kịp nhiều mẫu mới lắm thì hôm nay gộp chung mà bán luôn. Em chơi mình dẫn bài tương tác mạnh cho Mandy nha. Em chơi kịp ba đỏ mờ. Còn áo đang mang em chị sẽ đang chọn mẫu giả mọi người cho ba màu luôn. Khung giờ ba đỏ mờ. Còn áo đang mang em chị ngọt liệm. Dòng chất này là một cái dòng chất Lenin nhá. Lenin được xử lý chất kem nè, nâu nè, bò nè, đó. Giày cao gót. Go Sylvia go! Rất là đẹp luôn nha. Cái đắp chéo và cổ tim này. Ông nghe. Vậy này những lưng eo. Trời ơi nó rẻ lắm mọi người ơi. Ở đây em đang cầm là em thật sự em cầm chiếc đầm này lên là em la tay. Ready, set, go. Go, 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 go. Oh. Ah!
tối giản nhẹ nhàng, cổ điển mà nó sang hồi hiện lắm, cho màu sáng này. Đây, quá đẹp mọi người, cái mặt quái của nó là long long như vậy đó chứ nó không. Lũ. You know, you're supposed to get that. Xin giả mang kết hết đen hết đen sẽ chuyển đổi qua một cái một cái mũ kem hoặc là mình tơi bận hơn. Rất là mềm tay và độ mát từ trong. Nhanh tay nhất. Chị nào mà không chốt kịp thì em chi buồn luôn nha. Mẹ chưa. Rồi ok. Hồng. Mặt vải luôn. Mấy chị nghe nhạc này nè em. Mọi người cũng sẽ sắm sửa một cái đầm.
những chuyện nào mình comment nhanh nhất và có lượt chia sẻ. Em chơi kiểu áo lắm, từ sơ mi dáng rộng, sơ mi trên những chất liệu linen mỏng. Cả một cái vóc dáng của mình và sáng cả cái làn da luôn á. Cô Nhan không giới hạn đơn hàng, chốt thoải mái giùm em. Em số điện thoại thiếu trong ba cái này là mấy chế mình không có. Don't sit that way. Hold on, watch me shoot the horn. Một bạn thì truyền màu quá. Jump in. Lần đó mọi người, mấy chục nước giặt luôn, không có bỏ. Đó là tính mấy chục lần đó mọi người. Like sao ở ngoài nó y như vậy đó, ở ngoài nó còn đẹp hơn nữa. Cái màu này nó rất là bay, nó cái kiểu nó không có like sao ở ngoài. And don't pull it off the wall. Ngóc ngách nào chịu nổi mấy chị, quá trời sang. Rồi chiếc đập này mấy chị hỏi là em ơi. Ngóc ngách kẹp. Rồi qua mẫu luôn, tranh thủ mới được. Nhiều mã hàng đẹp lắm, nhiều mã hàng đẹp lắm. Mọi người ngoài cái nó khó giặt thôi, nó ngại những cái vấn đề mà không có giặt mà mọi người này nhiều quá. Má khô cùng xài luôn trời Jam. Wow, Joel. Giá áo hôm nay hả? Chốt quấy trước đi rồi không giới hạn luôn. Chốt thoải mái những màu, nhưng mà những cái màu còn lại thì có mọi người không giới hạn nha. Mùa hè thì chỉ có những cái tháng này mà mọi người cần những cái này. Mùa hè thì chỉ có những cái tháng này. Tại vì cái thời điểm này giá nó đẹp quá đi. Giảm hơn 50 ngàn không muộn luôn nha. Tại vì cái thời điểm này giá nó đẹp quá đi. Giảm hơn 50 ngàn không muộn luôn nha. 1, 2, 3 Frontier lost all our luggage. Của nó mấy cái nhìn đẹp nè. Dưới 88, L là eo 74. Ngực sẽ dưới 92 giúp em. Dưới 88, L là eo 74. Ngực sẽ dưới 92. Go baby go. No way. Đầu một thôi và sẽ có tập đến 200 quần màu nâu. Vô luôn đi chị mình với bạn. Đầu một thôi và sẽ có tập đến đi game này tại đây và mình sẽ lên luôn. Không có giá trị những hàng em chia sẻ tất cả có may lại những hàng
đó giờ chưa mặc những cái sơ mi này đúng không? Và mình có thể thử luôn những cái phong cách mà cho mấy chị chết khỏi nó rồi giờ xuống người lên. Go. Khách đi đào mình ngồi
ngồi trong live stream ngày hôm nay, các bạn có nhận ra cái chiếc áo này không? Khách Chi Đào mình. Và mọi người mua càng nhiều càng thời nhé. Thì con áo này em chỉ bán quanh năm thôi, nhưng quá rẻ mấy chị ơi. Cho bà nào comment nhanh nhất cho một cái quần mẫu bên ngoài đi bạn. Size SE66 cho quần đang oh my god. Cho mấy chị coi nha nha. Khi nó sẽ ra một cái phần thân đầm nó dày như vậy. Đó. Và nó sẽ ra một trắng thì bán nó cũng như màu nâu và màu hồng. Không có lời hơn nữa. Để chùa. Rồi ok. Hồng. Sẽ còn là xám này. Xám còn vài cái. Chị và lấy lên đơn chị mình mà. Sẽ còn là xám. Giá bề nhọt. Is there something wrong with this windshield wiper? Bốn cái như vậy mấy bạn. Rồi tranh thủ mấy bạn ơi. Tiếp tục cho em là sống. Màu màu trắng này em chỉ làm là trắng ngọc trai. Cái màu này mới chết không có gì. Em sẽ chấm dứt cái vấn đề đó. Sắp tới thì em sẽ đổi qua cái cách mua phù. Nên là em
hàng này không thích hàng tao nha. Thị trường bán nó nặng tay mà. Thị trường lưu vì là cái dòng này ngay hiện tại thời điểm này em nghĩ là nó là thị trường lưu vì là cái dòng này ngay hiện mặt và D2 kèm màu xám tiếp theo nha. Một con này ngồi cái vải nó sẽ bao không bao nó sẽ trắng rồi thì giá nó sẽ có cao nhưng mà bữa nay bóng và cái chất này nó hỏng nhăn hỏng xước đi qua là đầu này xót đùi bóng và cái chất còn 239 79 giảm hẳn 30.000, xin một cái lợi giảm giá ngày hôm nay thôi. Còn 249 giảm hẳn, hạn chế giặt sấy. Không giặt sấy được, chỉ giặt tay bình thường. Hạn chế giặt ống rộng nha. Ống rộng thì chắc chắn không bằng đâu ạ. Ống rộng thì nó chỉ rộng. Em sẽ cho lên đơn chiều nay luôn và sẽ cho cái lượng em sẽ cho lên đơn chiều nay luôn. 600 ngay tại chị Đào bán có 255. 255 giá đã được giảm. 600 ngay tại chị Đào bán có 255. Có bị nóng nhưng nó rất là fit bầu form bầu dáng của chị em mình. Đã là có bị nóng nhưng nó rất là fit. You got this girl. Oh my god. Yeah. Đồng với chị Nguyễn Thanh Trân luôn. A3 Get on, Mom, without getting wet. Rồi chuẩn bị qua luôn cho em con này B1. Dạ không nha chị Hoa. Đặt từng đơn và đọc từng tiền chị kèm cái số điện thoại đó. 15.000 giá đã giảm. Kèm đi một cái lót quần bên trong.
Nani? Go, go. Oh, I got that. I got it. Oh my. Really careful, not yet. Roger. Alright, ready? Here we go. And he might walk up on your hand, or he might just walk inside mommy's shirt. Rồi, trong vòng 3 phút giúp em ạ. Chúc mấy chị mình lên đơn thành. Tay thôi, rồi ta chị. Mã sẽ là A chính kèm ngâu đậm. Okay, here we got Maria filled off. Đó là khi mà mình cần lập lập mình đi không. What are you doing? Chẳng rằng là những chị mình tốt không kịp.
đây là nó phồng như vậy đây. Mặc lên thì mới thấy đẹp. Ướm phồng như vậy. Hơi ít mẫu thôi nhưng mà thật sự hiện qua bên mình nói chị cũng chưa bán hết. Chưa bán kịp. Sau hai bên và phía trước. Chỗ nào khuyết điểm không có sự gì được. Đặt sâu thẳng nha, thật sự luôn. Và hôm nay nha, chị Thảo em đáp về cho các mình. Dòng này mấy chị chỉ việc là bảo quản khi sử dụng thôi là ok. Mọi người sẽ không giặt nó là dòng quá đẹp. Quá trời đẹp. It bit me. Oh my god, it bit me. I'm not bleeding, but yep. She should know over the 20 years I wore these all my life. I'm not gonna walk. Oh. This is how we got weird. Đều sẽ tặng một cái quần gờ cho mấy chị mình. Chứ cái đầm là nó không có hở mông, ngang ngay cả 1m7 đều sẽ tặng tiếp vô. Chuyển sang cái mùa mà nó chuẩn bị mưa, nó lạnh mới chết mình mặc giữ ấm luôn. Tiếp vô. Chuyển sang cái mùa mà nó chuẩn bị mưa, nó lạnh mới chết mình mặc giữ ấm luôn. Tiếp vô. Kết thúc live trở về giá 279 ngàn. Kết thúc live trở. Cô quần jean và áo luôn. Go, go. Váy này được dập ly rất là nhiều, bên trong có lót mấy chị, bên trong có lót quần nha mọi người, cho cái váy ở ngoài đi. Cái chiếc chân váy này được dập ly rất là nhiều, bên trong có lót mấy chị, bên trong có lót quần nha mọi người, cho cái váy này rồi. Okay. Đừng có quay nữa. What? Rồi. 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 Go baby go. Videotaping. Em chia sẻ qua mẫu tiếp theo. Ow, my pinky. Ow, ow. Okay. Thì nó làm tối đi cái bộ đồ, nhưng khi sáng thì đen, nó sáng cả khuôn mặt. Nhỏ bao nhiêu thì rút vào rất thoải mái. Đó, rồi váy đỏ thì nhận đơn cho em mã nhỏ bao nhiêu thì rút vào. Tăng nha, thật sự luôn. Và hôm nay nha, chiếc áo em đáp về cho em mình. Hôm nay mấy chế ơi, nhìn giùm em ha. Cái mẫu này phần bắp tay. Rồi, sorry chị. Sơ mi này thì nói thật sự với mấy
Bunny này dễ mặc nha. Wow, đẹp quá. Mama tried to snake. It's not a snake. Mm-hmm.
tù vậy. Quần đủ dài xu hai bên không có túi cho cái bảng này nha mấy. Đang mang giá không giảm. Hey babe. Mã này sẽ là A1 và hàng này free size. Hàng này em chi sản xuất ít lùi ra. Thì á, đầu tiên là mình sẽ giặt, sau đó mình ủi, mà giặt thì với giặt mi. Rồi, size S mấy chị nhận đơn cho em là eo 65. Size M mấy chị nhận đơn cho em là eo 6. Don't go forwards. Stop. Do not make me go ahead. Tiếp tục cho em sẽ là màu xám. Rồi nè mọi người, nó bò mà đi cổ kem. Bằng cách là mình chọn cái quần lót xu và cái màu nó phải tìm cái quần. Go Sylvia go. Is there something wrong with this windshield wiper? Bốn cái như vậy mấy bạn. Rồi lên ngay mấy chị ơi. Thay đổi một cái diện mạo mới, mình mặc từ quần su qua quần bo. Mình sẽ rút dây ở chỗ này. Mình thay đổi một cái diện mạo mới, mình mặc từ quần su qua quần bo. Thì mình sẽ rút dây ở chỗ này. Mình thay đổi một cái diện mạo mới.
listen. Mà sang con tay ngắn này trời giá giảm cũng bây giờ lên mã báo giá một lần nữa, mọi người lên đơn đi. B1 kèm đen, B1 kèm đen. Get back on her. Giày mà nó có sợi dây đeo đó mọi người, ôm tới chừng nó đã hết 39 thì tiền vải, tiền công đoạn, tiền vui nè. Thank you.
chiếc quần canh sai lưng và kèm một chiếc áo là phông ôm có phối đồ. Một chiếc quần. Cho mấy chị coi nha nha. Quần dài lắm. Only that's how you do it in Elias. Tại là nó chỉ còn được size S thôi. Mấy chị mình chờ đợi những cái ngày tháng tới đi em chia sẻ. Tại là nó chỉ còn được size S. Cái cái lưng này mặc nhìn cá tính lắm. Quân đang mặc hiện tại còn size gì bạn? Hiện tại hot. Hello, is this the boys' bathroom? Hello, is this the boys' bathroom? Hello, is this the boys' bathroom? Kỹ thuật mai sẽ trao chuốt từ cái vai, cái phần phông ngực sẽ cho đúng nè phần eo. Kỹ thuật mai sẽ trao chuốt từ cái vai, cái phần phông ngực sẽ cho đúng nè phần eo. Kỹ thuật mai sẽ trao chuốt từ cái vai, cái phần phông ngực sẽ cho đúng nè phần eo. Don't come forward. Stop. Do not make me laugh. Quần ngắn lại dãy liền.
tay rất là dịu của mày, cái kiểu lên cái form con này mặt ngọt dáng cực kỳ. Here, hold your phone up. Hold the phone up. Didn't we do this enough? Cái váy này mặc cho mùa hè này nhất nách. Giá hôm nay chỉ còn có 150. Rất là xinh nè, cái váy đó mấy chế mình cứ xác nhận. Đơn hàng là đơn hàng của mình sẽ xuất đi thẳng không. Và chỉ đó mấy chế I'm positive I told you not to do this. Oh god. Mình làm luôn đâu mấy chị, mà mình có mình là ủi ép rồi mình dựng. You got it. You don't. Bốn năm k lượt coi và cái đơn hàng sẽ bị sót rất nhiều. Cái ngày em chỉ còn được size S, còn nâu em còn S, M, L, 3 tay chân. Cái ngày em chỉ còn được size S. Vậy là nhanh tay. Là chim chi đào ngày hôm nay nha mấy chế. Chỉ có 279.000 thôi. Em chỉ sẽ cố gắng cho hồ một bạn thì truyền màu qua. Cảm ơn các bạn. Nè mấy chị nhìn coi chi tiết của chiếc quần này nha mọi người, ấn tượng đẹp nhất của hôm trước đi bạn. Nè mấy chị nhìn coi chi tiết của chiếc quần này nha mọi người. Đó sẽ là cổ bẻ có phối tia keo giữa form này rất là, cần phải gọi chốt đơn nữa mấy chế, cũng hơn 10 năm tại vì làm cũng Chị Nguyễn luôn ạ. Chị Nguyễn thì quay kèo, chị Nguyễn thì quay kèo, chị Nguyễn thì quay kèo.
Ấy. This is how we go. Rồi, những cái áo kiểu và 55, 56 quay đầu về. Tay hờ là 50. Kêu chuyển tường tiền đó mà mọi người thấy nhiều ghê lắm. Nên là mình không tin, thà mình có. Con như vậy thì nó sẽ định hình được phong dáng của mình tốt hơn. Chị nào mà thích mặt. Tại vì cái này mấy chị tìm ở thị trường không có. Không có mấy chị. Còn mua được với She wants you to push her. Yeah.
Thôi bây giờ tụi nó đang tràn lan hết sản phẩm nhà em. Đều là giả mạo hết cái chị. Bây giờ tụi 5 ngàn mà em here, hold your phone up. Hold the phone. Giảm giá ngày hôm qua mà còn 100% sản xuất đó mọi người thì đều sẽ được bảo quản. Tiền ô. Ai nọ. What if I just hit the stop button right now? Hàng thị trường mấy chị. Em sẽ mặc thử màu bò cho mọi người xem nha. Bây giờ chốt rồi còn kịp thì hàng còn. Hàng thị trường mấy chị. Em sẽ mặc thử. I told you not to do this. Oh God. Yes, you okay? This is disaster happening. What are you doing? A2 đã được giảm giá 20.000 rồi thì hôm nay mới chết lên đơn luôn đừng chần chừ A2. Tai à, em còn nâu và đen hai cái chút đơn liền. Xinh quá luôn. Tai nè. Giá siêu rẻ cho mấy chị luôn 29.000. Whoa, 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 oh, whoa, guys. Whoa, be careful. Không giới hạn luôn. Chốt thoải mái những màu, nhưng mà những cái màu còn lại thì có mọi người không giới hạn. Màu đen là dịch nhiều quá. Đặc biệt cho trắng hay màu kem gì đó để phối cho dùng trong thanh lịch nó tinh tế hơn nhiều. Này có cái túi hai lớp luôn chị của mình. Đôi khi tụi nó bây giờ còn làm cái đụng hắt nít cả người thân luôn đó. Gọi video của mình. Tay 58-60 bây giờ tụi nó cũng đơn luôn. Kìm màu. Hôm nay thì đầm về nhiều rồi mấy chị. Xét tiệc cũng có những cái mặc áo hôm nay. Oh, look! Chuẩn bị lên này. Hey! Oh my! Oh, I never seen you! Oh! Quá mọi người ơi! Sẽ lên luôn một cái trợ giá tiếp theo cho một cái mã set của mọi người cái chiếc set không có gì cần cái lộn chuẩn những chuẩn bóng như chicken bowl. Mã này một hồi em báo giá một cái mấy chị mình phải giữ thẳng lưng ghế ngồi bình tĩnh. Mã này một hồi em báo giá. Chuyển sang một cái máy nha mọi người ơi. Cái chất của nó là giả.
có khi một cái sẽ không thèm thiếu cho cái danh sách của mình đó. Tháng này là tháng của cho mé 65 hết tình yêu ơi. Quần nhà em chi là 103, nhiều chị khách rất là sấm đậm. Mấy chị bấm là màu ánh xám nha. Nữa thì con gì đẹp với chị? Quá đẹp luôn. Cái sơ mi crop top này hôm nay đã có hàng cho mấy chị. Nhưng mà nữa thì con gì? Màu nâu. D2 kèm đen. D2 kèm Philip Ari. Captain the bank. 4 màu luôn mấy chị. Rồi chốt lên mấy chị ơi. Nhanh tay và liền 3, 2, 1 bắt đầu luôn ạ. Rồi nhanh tay và liền 3, 2, 1 bắt đầu. Someone's gonna kill us. Wow.
Bình luận đó là 100. Bao này biết rồi. 21 màu xanh. Ẩn trọng những cái vấn đề mà mọi người mua hàng không đúng chính chủ chi đào là bên em không có giải quyết được nha mấy chế. Ẩn trọng những cái vấn đề sẽ trả rồi cho mấy chế mình từng tin nên mấy chế mình không cảm gì. Một chị cuối cùng. Vào trong đây thành phần cao nên là chị em mình thấy là vô cùng thoải mái không cần phải nhảy say đâu. Bây đi tắm á. Bunny này dễ mặc nha. Wow đẹp quá. Màu trắng nè, em chị làm là trắng ngọc trai. Cái màu này mới chết không có gì. Yên tâm giùm em độ dài quần lá 103 cm. Đẹp quá mọi người, cái dạng này thì của mình. Đôi khi tụi nó bây giờ còn làm cái đụng hắt nít cả người thân luôn đó. Cái gọi video déo của mình. Sáng đây là sáng đây là sáng đây là khỏi khỏi. Cái độ giặt không xấy mọi người. Không xấy không vắt.